Bây giờ thì Hạnh sẽ chia sẻ cho mọi người dùng một cái pháp nguyên lý tâm lý dành cho đối tượng là người thứ ba hoặc vi phạm vào cái tài dâm, ví dụ như là mơ ngủ về người yêu cũ này, hoặc đang làm người thứ ba này, hoặc có ý định làm người thứ ba này, thì chúng ta phải tự cứu lấy mình thôi. Còn khi mà mọi người vi phạm vào tà dâm, khi mà thương nhớ đến một đối tượng khác, mơ đến được một đối tượng khác khi đã có chồng có vợ, hoặc nhớ đến một đối tượng khác ngoài chồng ngoài vợ, hoặc là muốn ngoại tình với cái người đó, thì mọi người phải hiểu rằng như thế là tà dâm, là sai trái đấy. Mà khi mà chúng ta phạm vào cái nghiệp đó thì chúng ta phải chịu trăm nghìn cái sự đau đớn, bởi vì đã gieo cái nhân tà dâm xuống thì phải nhận lãnh những kết quả của sự phản bội, cô đơn, bị bỏ rơi, vân vân ở trong tương lai. Nên chúng ta sẽ phải tự cứu lấy mình. Để biết pháp như thế này, chúng ta ứng dụng cái thì tức là những cái ham muốn tức thời đó nó sẽ tan biến. Chúng ta phải phân biệt được là ở bên trong chúng ta có tham sân si mạn nghi. Anh thường ví đó chính là những con ma. Đây là những con ma nó rất là lớn, nó điều khiển như cái trung tâm đầu não của chúng ta trong 6 phần mắt, mắt tai mũi miệng, ý là suy nghĩ và hành động chân thân, thì được gọi là 6 căn ở chân thân mình, đúng không? Thế thì cái suy nghĩ sẽ đứng đầu và tạo tác và dẫn đầu các pháp luôn. Thế vậy thì khi mà đứng đầu mà nó làm chủ thì nó sẽ điều lệnh cho tất cả những phần còn lại sẽ hành động theo điều mà nó muốn. Ví dụ như cô chủ vẫn chỉ là mơ ngủ đến người đó thôi, mới đầu chỉ là mơ ngủ đấy, là có rất nhiều người là họ trò chuyện họ thích, nhưng mà ý thích của họ, ý nghĩ của họ, họ chưa thích cái người phụ nữ này đâu. Họ vẫn đang có vợ, đang có vợ có con, một cuộc sống rất là ấm êm, nhưng mà có thể là hợp nhau trong công việc đi. Họ họ không nghĩ gì đến người này, nhưng bất chợt trong trong giấc mơ họ lại mơ về cái người con gái này. Thế thì có phải là đã hình thành trong cái ý nghĩ không? Và khi tỉnh dậy, họ bất giác rằng ô, tại sao họ lại nhớ cái người này, sao mơ về cái người này, và trong giấc mơ lại có một giấc mơ rất đẹp với người con gái này. Có thể là mơ đi chơi, nắm tay, cười đùa, trong giấc mơ nó sẽ dài cả. Ngay cả giấc mơ nhá, nó cũng có lộ trình đấy thưa mọi người. Mới đầu chỉ là trò chuyện thông thường thôi, sau đó trong giấc mơ lại có những cuộc đi chơi rất vui vẻ, sau đó trong giấc mơ lại mơ được cầm tay với người đó, rồi trong giấc mơ lại mơ ôm cái người đó, rồi xa hơn mơ quan hệ với cái người đó trong giấc mơ. Và khi tỉnh dậy, họ có cảm giác như đấy chính là sự thật, và họ chìm đắm cái cảm xúc phiêu lưu của họ ở trong cái cảm giác mà họ vừa mơ đó. Và điều gì nó sẽ xảy ra thưa mọi người? Khi mà nó đã hình thành vào trong suy nghĩ rồi, nó đã có cảm giác rất thật, thì họ đã rơi vào tưởng, tưởng thức. Khi ngủ thì tưởng thức sẽ hoạt động, và khi bình thường thì ý thức sẽ hoạt động. Chúng ta đang sống với nhau như thế này được các bạn là ý thức, nhưng khi ngủ thì ý thức nó sẽ không còn hoạt động nữa, mà tưởng thức sẽ hoạt động. Vậy tưởng thức và ý thức nó gần như hoạt động ngang bằng nhau đấy mọi người. Còn khi mà tưởng thức nó hoạt động như thế, thì khi tỉnh dậy, ý thức biết tưởng thức như vậy, thì nó giống như kiểu nó được ăn sâu vào. Khi tưởng thức quá lâu thì ý thức sẽ tin, và khi ý thức nó tin rồi thì nó bắt đầu hành động theo kiểu của nó, là khi mà đến gặp cái người con gái này đi làm việc, tự nhiên ánh mắt nhìn chiều mến hơn,
cái mũi, cái vườn mũi thì ngửi cái mùi hương thơm của mình gái đó, cái mắt nó rơi vào, nó bám vào, gọi là sắc, sắc thinh hương. Thinh là bắt đầu họ ngửi cái mùi hương, thinh là bắt đầu nghe, nghe cái người con gái đó nói nhiều hơn, thích, bắt đầu thích, đam mê dần, xong cái mũi ngửi vào cái hương này. Sắc này, thinh này, hương này, là rồi bắt đầu có những cái vị giác xúc chạm ở trên trên môi, trên lưỡi. Là tại sao khi mà cái ý nghĩ mà nó đã dẫn đầu rồi thì những thứ còn lại như mắt, tai, mũi, miệng, ý nó sẽ thực hiện theo, và người ta thích được gần người con gái đó. Sau khi gần được thỏa mãn cái cảm giác trên thân rồi, họ về họ lại mơ, và cứ như vậy thành một vòng tròn, rồi dần dần cơ thể của họ thích gần gũi, ôm hôn hẹn hò, các loại nó biến từ trong tưởng thức để sang vị ý thức. Thì đối với người mà mơ như thế này, cho con hỏi bình thường không suy nghĩ đến, nhưng tại sao buổi tối lại có giấc mơ như vậy? Nó là ý thức biết gì, tưởng thức biết đấy đấy, ý thức nó đã chủ hình ảnh này, và tưởng thức nó sẽ hoạt động theo cách của nó. Thì ví dụ những người mà mơ như vậy là kỳ thực trong đời sống hôn nhân của họ ấy, để chưa được viên mãn, họ vẫn còn khao khát được thương yêu, thì cái ý thức nó không hoạt động được, ý thức nó không đạt được điều họ mà nó mong muốn, thì tưởng thức sẽ biến cái điều mà ý thức không đạt được để nó đạt được. Rõ ràng bây giờ mình không nghĩ đến đúng không? Không nghĩ đến, nhưng mà cái ý thức nó không có ở trong cuộc sống, nó không đạt được cái điều đó, thì cái tưởng thức nó biết ý thức không đạt được thì nó sẽ thực hiện thay cái việc đó. Nó biến trong giấc mơ làm gì? Và trong giấc mơ như thật của người đó, giấc mơ các bạn có nhận ra là, các cô chú nhận ra là khi các cô chú mơ có những giấc mơ như thật ấy, ngay cả giấc ác mộng hay là mộng mơ đều rất là thật trong giấc mơ, và tỉnh dậy cảm giác trên thân, mắt, tai, mũi, miệng, hành động trên thân nó có cảm giác ngấm thấm và sâu đậm, đúng là này. Cho nên khi tỉnh ra thì nó sẽ rơi vào hai ngã, một là ngã của ý thức, sẽ một cái ý thức ấy, nó sẽ có cảm giác, một ví dụ mơ một giấc mơ rất là đẹp thì nó sẽ lao theo, nó sẽ bị dẫn theo, nó sẽ bị dễ đuôi, nó sẽ bị thuyết phục, thì dẫn đến việc là nó sẽ đi theo cái cảm giác đó. Vì ý thức đã tin thì ý thức sẽ lệnh cho phần còn lại của 6 căn, 5 căn thực hiện cái điều mà tôi đang tin. À, còn một cái ngã nữa là ngã của người biết pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy là chúng ta phải dùng một pháp để nguyên lý tác ý. Đối với người thường thì có những người họ sẽ làm chủ được bằng cách họ không nghĩ đến nữa, ôi người lên thiệt giấc mơ lung tung, nhưng mà mơ nhiều quá thì sẽ sao, nhưng sẽ rất là khó. Nhưng mà mơ một hai giấc mơ thì người ta gạt được, nhưng mà mơ nhiều quá thì sao? Có những người họ mơ với nhiều đối tượng này, lâu lâu đâu chứ không hẳn là một đối tượng. Đấy, họ cứ mơ được trong giấc mơ có những cái ân ái, có những cái thương yêu với người khác táo, thì là đời sống hiện tại họ không có nhận được sự lãng mạn đấy từ đối phương, và họ khao khát cái đó, và cái dục trong mơ, trong tưởng thức nó cũng đi trong năm cái dục: danh, tiền, sắc, ăn và ngủ. Và tưởng thức cũng có tham sân si mạn nghi trong tưởng thức, đúng không? Nó cũng hoạt động như bình thường như ý thức ấy. Thế vậy thì đối với một người mà muốn chấm dứt cái nghiệp này và ý thức được phải để ra với cái tưởng thức,
là nó là sai trái đấy. Tưởng thức không không thể không biến thành sự thật được đâu, và tưởng thức là sai trái thì họ sẽ dừng lại bằng cách phương pháp như sau. Sẽ phải dùng này ít lại mà nói này, ta nói với chị tưởng thức này, chị mơ như thế là sai trái đấy, là đã đưa thân tâm, đưa tâm ta vào trong tà dâm sai trái, đó chính là nghiệp ác. Chị đang muốn giúp ta được thực hiện cái điều mà trong đời sống ta không đạt được, phải không? Nhưng ta không đạt được điều đó, sự lãng mạn, sự yêu thương của người bạn đời, thì đó là may mắn chứ sao lại là điều khao khát được. Ta không muốn thực hiện điều đó, bởi vì ta hiểu rằng thọ là vô thường, thân này nay còn bay mất, không có gì là của ta cả, không có mối quan hệ hay vật chất nào nó thuộc về ta, người đàn ông đấy cũng không phải của ta, thân này không phải của ta, con cái cha mẹ cũng không phải của ta, tài sản, xe, phương tiện không có cái gì thuộc về ta. Nhưng những gì trong đời thường, những ác pháp, nghịch cảnh diễn ra trong đời thường đã đủ để khiến cho ta khổ đau phiền não rồi. Xin đừng làm ta phiền não hơn nữa. Trong một ngày, những gì đã diễn ra đủ để khiến cho ta thấy mệt mỏi rồi. Ta đã cố gắng để làm cho giảm khổ đau đi rồi. Cho nên, ta chỉ còn giấc ngủ để được an yên, thanh thản. Trong giấc ngủ thôi, ta muốn có một giấc ngủ bình an và vô sự. Nên đừng làm phiền ta nữa. Lần sau, ta cấm ngươi không được tưởng thức đi lung tung nữa, không được mơ màng đi lung tung nữa. Đó không phải điều ta mong muốn đâu. Vì con người sinh ra trong dục, trong bẩn thỉu nhơ nhuốc, vợ chồng gặp nhau là duyên nợ vay trả trả vay, có gì đâu mà thương nhớ tiếc nuối, có gì đâu mà phải lãng mạn phong trần. Cho nên ta truyền lệnh cho cả ý thức và tưởng thức nhận biết được sự việc này là tà dâm, là sai trái, nghiêm cấm không bao giờ tái phạm, và lần sau mà còn tiếp tục vi phạm vào cái điều lệnh này là ta sẽ đưa ra lệnh trừng phạt đấy. Cho nên ta cấm không được làm việc này nữa, nghe chưa? Còn hãy thử nghĩ mà xem, cái người chồng hiện tại, ta đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, hy sinh rất nhiều, chăm sóc yêu thương anh ta, nhưng anh ta vẫn làm cho ta phiền não, anh ta cũng làm cho ta khổ đau, và cái thân của người đàn ông đó nó cũng giống như một thùng rác di động vậy, bên trong đầy phân hôi thối nước tiểu, dã mủ, rất là bẩn thỉu, mà ta vẫn phải chăm sóc người đó vì cái duyên, vì cái nợ mà ta phải đòi lại để trả cho anh ta. Thế vậy thì cái người trong giấc mơ có khác gì đâu. Ngay cả cái người trong giấc mơ, anh ta có hiện hữu trong cuộc sống là có thật. Thì hãy người thử xem, anh ta sống với đời sống hôn nhân của anh ta cũng có khác gì đời sống của ngươi đâu. Anh ta cũng đâu có yêu thương nhất cái người vợ của mình. Nếu anh ta thật sự tốt thật, anh ta đâu có bỏ ngươi. Anh ta đâu có để làm ngươi từng đau khổ, hoặc anh ta đã phải từng tìm đến ngươi rồi chứ, từng tìm trước khi cứ có cuộc hôn nhân này rồi chứ. Nhưng vốn người đó đó đã không thuộc về ngươi, là bởi vì anh ta và ngươi không có duyên nợ, chỉ có một chút duyên mọn thôi chứ không có nợ vay ngươi, cho nên anh ta không đến để trả nợ cho ngươi. Cho nên ngươi phải ý thức được cái việc này,
vợ chồng hay bất kể một mối nhân duyên nào trong đời đều đến từ nhân quả cả. Mà nhân quả là vay trả trả vay, ai vui gì khi trả nợ cho người khác. Cho nên ta cấm người không được đưa tưởng thức của ta vào những nơi ô uế bẩn thỉu. Những gì ta đang trải qua trong cuộc sống đủ khiến ta phiền não khổ đau rồi, ta dừng lại không được, mà sao ngươi cứ đưa ta vào những khổ đau, những cái nghịch trần trong cuộc sống như thế.